tổng vệ sinh nhà cho ba Tùng. Yes. Bây giờ mình dọn xong rồi, mình làm gì chị hai? Mình bỏ vô thùng rác thôi. Bây giờ em giúp chị một cái đi. Dạ. Mắc cười quá chị. Mắc cười thiệt luôn á. Tự nhiên luôn á. Đi tới đây nghe tiếng cười rỗng rãng là tôi thấy thích thú rồi đó. Đang làm gì vậy? Dạ, con đang coi tivi. Chị em ở nhà chơi đùa như vậy là tốt nè, không có gây gỗ. Ba ơi, ba thấy nhà mình sạch không? Con làm cái gì? Dạ, con mới dọn nhà xong á. Wow, mày giỏi như vậy hả? Biết dọn nhà luôn hả? Dạ. Giỏi quá. Đâu hết trơn rồi. Thì con thấy nó cũ quá, con đem đi dục hết rồi. Ai mượn con đem đi dục? Cô biết cái bức tranh nó bao nhiêu tiền không? Rồi bán cái hình đất nung. Cái cặp da đâu? Dạ. Cặp da của ba đâu? Đây là ba. Trời ơi, ai mượn mà dọn vậy trời? Ai mượn? Tại sao tự ý dọn mà không hỏi ý người lớn? Ba. Ai ai ướt nhẹp luôn rồi. Tại sao lại đi giặt cái cặp da này của ba? Dạ, tại con thấy nó dơ quá nên con đi giặt. Ba cần cái bụi thời gian của nó, vì đó là cái cặp kỷ niệm đầu tiên của ba khi ba vừa mới đi làm. Ba cần cái mùi của nó, bây giờ nó thơm bức như vậy thì còn gì là cái cặp da kỷ niệm của ba nữa. Hả? Ai mượn tụi con dọn vậy? Chị hai ơi, ba kỳ quá à. Mình đã dọn giúp ba rồi, mà ba còn la mình nữa. Bây giờ không có giúp ba đâu. Đúng là mơ mất quán. Mấy cái đồ kia đâu? Mấy cái đồ đó hả ba? Ở ngoài thùng rác á. Trời ơi. Tất cả cái thùng rác không thấy cái nào hết. Ai phái tụi nó xuống đây hại tôi vậy trời? Không biết bao giờ giải thoát được. Chịu nổi không nữa nè. Chạy tôi nha. Trời, chết rồi, mất tiêu rồi. Quăng ở đâu nữa? Cái gì vậy? Chú làm gì vậy? Đang kiếm đồ. Mấy đứa nhỏ nó quăng hết đồ kỹ vật của chú vô thùng rác. Đi kiếm vòng vòng trong chung cư không có. Ủa là cái gì con kiếm phụ cho? Mấy cái đồ nhỏ nhỏ chú để trên cái tủ của chú đó. Đi kiếm phụ chú coi. Nhỏ nhỏ là cái gì ta? Mấy cái tượng nhỏ đồ đó. Trời ơi, nó tùm lum hết như vậy nè. Ủa? Coi trong đó coi có không, coi ở trên giùm chú coi. Để trong bịch hay là ở đâu? Thì chắc nó bỏ vô bịch đó. Ủa sao không thấy vậy? Ê, có cái bịch kia kìa. Ê! Mày làm gì đó? Hả? Mày làm gì mà vụ con gái tao được vô trong cái chỗ này làm cái giống gì? Vô vô đây làm chi? Ê, dạ không phải ba. Con phụ chú Tùng kiếm đồ. Đồ gì đâu mà kiếm. Mày bước qua đây. Dạ. Không ra thể thống gì hết trơn cái trời á. Cậu Tùng. Cái gì nữa đây? Trời đất ơi, cái gì đấy? Trời ơi, sao đi đứng không nhìn gì hết vậy cô nữ? Xin lỗi. Cậu Tùng, tôi tìm cậu nãy giờ, tôi nhận được phản ánh là cậu bóp lột sức lao động của mấy đứa nhỏ đúng không?
Cái gì vậy, ai nói cái điều đó vậy? Nói cái gì tôi không hiểu gì hết vậy? Đừng có chối cãi nữa, chính cậu đã bắt tụi nhỏ lao động khổ sai đúng không? Trời ơi, có bằng chứng hay có gì không hả? Tụi nó là tụi nó đang hành hạ tôi nè. Hành hạ cái gì mà hành hạ? Đây mới chính là bằng chứng. Sự lục soát tìm tôi cái gì ở trong cái đống này, đây mới là bằng chứng. Còn nói gì nữa không? Được, tôi thay mặt chị nụ, tôi tuyên bố luôn, đây tất cả là bằng chứng. Trời, phải nghe tôi nói chứ, chưa nghe tôi nói tôi là người được nói nè. Không có được nói gì hết. Ở đây chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để mà đưa cậu ra trước tòa. Trời ơi, biết tôi thấy trong cái chung cư này ai cũng làm thám tử được hết. Chính xác. Chính xác.